Chào mừng quý khán giả. Bây giờ con sẽ chỉnh cài báo thức lại. Đây ngày mai con đi học. Và đi rồi coi tắt con ngủ. Giờ con sẽ cài lại. Anh hai. Đâu con có đồng hồ báo thức dạ? Dạ, con hồi bữa con cho tiền heo ăn. Cái con hỏi cho con. Cho con ơi, mấy con có tiền rồi, con gái cho con hỏi con. Con lấy tiền đâu rồi, con lấy tiền trong ống heo của con. Giờ con mua cái báo thức đồng hồ đó. Con muốn cái giờ con đi mua ai cho neo, giờ con sẽ sửa lại. Mua đồng hồ này nhiêu dạ? Dạ 50. 50 hả? Rồi đồng hồ có màu gì nào? Pin và anh hai xích qua đây nè. Qua đây. Anh hai chào bà cô chú nè. Green, purple, green. Green. Green, purple, green. 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 Green như vậy bà green. Rồi. Green. Đồng hồ anh hai màu xanh ha. Green. Green màu đồng hồ. Cái gì hả? Anh hai ngủ trên này, anh hai để con báo thức ở trên. Để nói chứ. Của con là pin, còn của anh hai là green. Quyên, sửa. Lúc mà cha đi học mình cài hai báo thức cho mẹ vậy luôn. Ông bà cô chú anh chị thân mến, hôm qua thì Cưng vừa dẫn hai bạn nhỏ đi on chơi á. Xong hai bạn nhỏ đi vô nhà sách thấy cái đồng hồ đẹp quá, hai bạn nhỏ xin mua. Để hai bạn nhỏ về, bạn nhỏ tự báo thức á. Để dậy để đi học đúng giờ, khỏi phần trần cha mẹ kêu. Và xin Thế Vĩnh qua đây ngồi đi con. Và ông bà cô chú anh chị biết sao không? Thế Vĩnh là cài 6 giờ là đúng 6 giờ Thế Vĩnh dậy. Con 5 giờ. Thế Vĩnh đi anh hai. Đi tắt cái đồng hồ. Vừa rang là Thế Vĩnh dậy liền luôn. Đúng không Thế Vĩnh? Dạ. Rồi Thế Vĩnh dậy, Thế Vĩnh tắt rồi Thế Vĩnh răng rồi Thế Vĩnh thay quần áo rồi Thế Vĩnh ăn sáng, Thế Vĩnh đi học rất là ngoan. Còn bà Thúng thì sao anh hai? Dạ. Bà cài 6 giờ, 6 giờ rưỡi mới dậy. Dạ, ối sao vậy? Tại đồng hồ rất nhiều rồi. Ồn quá sợ muốn ngủ tiếp. Vậy hả? Lúc đầu con vậy con cũng muốn ngủ tiếp mà. Nè, của em là con của em là 5 giờ. Sao sửa kỳ quá vậy? Đâu. Sao sửa kỳ vậy hả? Cài báo thức mà rang quá trời, nghe mẹ đưa lên ngay lỗ tai luôn mà vẫn ngủ là sao? Vậy báo thức có tác dụng gì đâu? Hả? Không? Hả? Kỳ quá vậy? Không, em muốn 5 giờ. Hả? 5 giờ làm gì? 5 giờ sao vậy nổi? Sửa 5 giờ sửa gì nổi này chết liền. 6 giờ vậy? Nè, 6 giờ sáng mai nó kêu nè, nhìn nè. 2. Nè, sửa dặn mấy bạn nhỏ nè, cũng cài báo thức là tự vậy đi học vậy nè. Nè. Biết, bật đèn mà. Sửa ơi. Em biết mẹ. Em biết mẹ. Sửa dặn mấy bạn nhỏ ơi. Ủa mình bật cho nó để yên là như thế nào? Sửa yên như này đi, sửa yên ấn đầu. Phải để vậy. Ủa nó màu đỏ. Quần của anh hai. Xanh lá cây. Ủa em màu đỏ. Ủa em thì màu tại màu trắng chuẩn màu hồng màu đỏ mà. Không. Cái này là màu hồng. Thấy rồi. 26 nha. Thấy đậm. Bây giờ mấy giờ rồi? Sửa biết coi đồng hồ không? Nè, đây chỉ nè. Thấy số 12 không? Vừa qua 1 chấm là 1, 2, 3, 4, 5. Số 5 là số 1. Số 7, 8, 9, 10. 10 số 2. 15 là 13, là số 3. Con 20 là 40. Hàng 20 là 4. Con số này. Số 5 là 25. Số 6 là 30. Số 7 là 35. Số 8. Ủa? Đúng rồi. Viết ngược số 8 rồi. Số 8 là 40, số 9 là 45, số 10 là 50, số 11 là 55, 12 là 60, hiểu chưa? Còn mấy cái chấm nhỏ nhỏ này là 55, 6, 57, 58, 59, hiểu không? Nè, đó là em hỏi, con anh hai là con ếch, còn của em là con heo, con lợn. Ủa, hai con khác nhau hả? Dạ. Mà nó cũng giống nhau. Giống nhau cái đầu hình luôn. Khác nhau thôi gì hình khác nhau mà cái số cũng khác nhau nữa cho mà con không mà con cái số khác nhau, hai cái đều có chữ hello
thấy thương quá ha. Con heo á nè, con mà cô chú cái cây màu trắng này nè là giờ 6 giờ sáng mai con sẽ nó sẽ riêng riêng. Vậy còn bây giờ là 9 giờ 57. Anh hai ơi, em hỏi anh hai, giờ mình cái này ngủ đi rồi làm đó. Gì vậy? Cái này để nó kêu rồi khi nào mình ngủ trễ á thì mẹ bật lên á thì rồi mẹ để cho nghe lỗ tai dậy là mình dậy liền, mẹ không dậy luôn. Sướng tiền quá à. Em định quá vậy, em mua đồng hồ báo thức chi, mẹ không dậy. Đừng mua đi chi, sao cũng có dậy đâu, hôm nay mua được anh này hả? Hôm nay lần đầu tiên mẹ không kêu dậy, lúc mà mẹ đang đánh răng mẹ hết hồn luôn. Dạ hả, giọng con dậy mẹ hết hồn. Như lúc đó mẹ mới dậy luôn á. Mẹ mới dậy, mẹ đánh răng mà chuẩn bị kêu con, mà con dậy con giỏi quá, xuất sắc thiệt chứ. Còn bà sữa này thì con trễ. Bà húng mà. Hôm nay ngủ húng sớm. Húng ngủ nướng là từ nhỏ tới lớn luôn á. Hôm nay ngủ sớm con vậy. Húng ngủ mê nè. Hôm nay con phải ngủ sớm để mày kịp. Bây giờ con sẽ vô ngủ. Hôm nay con cũng ngủ sớm để kêu mày vô ngủ. Ừ. Đang quay clip mẹ anh hai. Húng ngủ nướng quá vậy. Hả? Sao húng ngủ nướng quá vậy? Đập cái đầu nè. Rồi, mày đập cái đầu mày. Ba cho mày ơi. Ngủ trước. Mẹ đang làm gì? Sao mình so cái đầu này thật là hơi, nên tôi phải đánh một bữa thôi. Cái đầu đó nó hư hả? Nào mà cô chú. Nào mà cô chú. 6 giờ sáng mai con sẽ dậy. 6 giờ sáng mai con sẽ dậy. Con sẽ kêu cha dậy luôn. Con sẽ kêu cha dậy. Mai cho đi công tác sớm rồi. Đúng rồi. Thì vậy mấy giờ? 3 giờ cho dậy đi công tác. Đúng rồi. Tụi mình phải lấy. Không dậy không thấy cha. Anh hai em hỏi nè. Hả chị? Anh hai em hỏi nè. Tụi mình phải lấy cái này đây qua nhà mấy chị với đi cho Piu với mấy chị nghe rồi. Không, chị hai dậy còn sớm mình nữa. Chị hai, chị Na dậy hồi 5 giờ rưỡi rồi. Chị dậy sớm rồi. Ốc Tiêu gì để mẹ kêu dậy. Tại Ốc Tiêu với Lâm quen dậy hồi 6 giờ rưỡi rồi. Bởi vậy Lâm đi trễ. Còn bà sữa này. Còn bà sữa này đi trễ nhất nha. Bà thúng. Không. Hà ấm em nói. Đem bà nói. Thúng gì? Đem nó. Con chú nó có tiếng nha. Con thử cài. Con. Đem nói. Bây giờ 10 giờ ăn thử cài tới 10 giờ nó kêu cho mà của chú coi. Rồi. Con gài hồi con quên rồi, không đúng giờ. Là 10 giờ mai con mới dậy. Đi tới em nói. Còn cái bánh ba này thì đi học sớm. Anh hai quay bao này con tép. Anh hai con tép sợ con heo. Con heo nè. Để em nói. Cái gì vậy? Em nói gì em còn, nói đi. Còn con Bi này thì đi sớm. Mẹ ăn sáng rất là trễ, mẹ rất là giỏi luôn. Mẹ anh bố chú. Mẹ. Còn bà con mẹ. Còn bà húng này đi trễ quá là đi trễ. Mà cô chú uống nước. Từ sáng giờ không báo bắt đúng. Từ lớp con á có vài bạn vô hồi 5 giờ rưỡi. Trời đi không sớm vậy? Con nhầm ở trên đi đông 5 rưỡi con. 5 rưỡi hay 6 giờ á. Con vô hết mấy bạn đó rồi. Mà mấy bạn nói đi sớm lắm rồi. Con trên trường con cũng thấy mấy bạn đi sớm mà đi. Ơi là đi sớm hơn con luôn á. Dạ, chỉ có bà thúng là đi trễ nhất thôi. Ai bị đi vậy? Thúng ngủ nướng à. Thúng nướng quá, thúng nướng rồi. Dạ, đêm này đêm cuối cùng gặp cha. Mày con. Tại ngày mai cha. Anh hai ơi anh hai. Anh hai ơi anh hai. Còn cái này cái gì vậy? Hai cái này cho nó đẹp thôi. Chứ cái này hai con ếch kia con nghe nó dỗ. Chứ không có cái này là nó vỗ tùm lum hả? Lại nó đứt ghê hả? Ừ. Rồi, giá bò tôi lúc đầu mà cô chú con tưởng gặp gì xuống cho nó hết kêu nè. Ai người thì ra là đây. Ừ. Không ngậm mà thốn. Đáng là anh dậy con ở. Ủa sao 6 giờ bác hút sữa chưa kêu ta? Hồi xuống cài. Anh mới rồi. Nè. Hả? Mà sao con ngồi trên hùng hùng á người ta bấm được ở đây? Cái đồng hồ của người ta khác, đồng hồ của con khác. Cha ơi. Dạ. Sao mình cài được 6 giờ 5 hay 6 giờ 10 không? Được. Sao con cài không được? Để cho trên lát cho cài vậy. Thôi con xài 5 giờ rưỡi. Thôi đâu 5 rưỡi vậy chứ.
sớm ngủ về cho nó khỏe, đủ giấc cho con khỏe. Ngồi giờ con nằm ngủ đi. Sớm mệt. Sáng mai sớm. À, con sẽ hôm nay ngủ. Đúng rồi, con ngủ nha. Giờ để nói em nói này rất là thông minh luôn. Giờ mình sẽ ngày mai mình sẽ chuyển báo thức lại. Giờ em là cô giáo dạ báo thức nha các đó, em này cũng biết là báo thức mà đâu phải mình sửa đâu biết đâu nè. Giờ sửa nói, không biết nữa. Giờ em nói nè, giờ em là cô giáo em rồi em cho anh là giáo. Em là cô giáo. Anh là thầy giáo. Thầy giáo Vĩnh nè. Cô làm trước vậy, đây là cô giáo sửa, còn đây là hiệu trưởng Vĩnh. Ok, còn đây là em học Phinh Hương, được chưa? Rồi các em, giờ cô sẽ hướng dẫn về cái này nha. Đó các em, cái này cái gì? Dạ, cô giáo ở lớp 12 e đâu? Dạ cái đó là cái máy giặt cô ạ. Sai, cô giáo ở lớp đây là báo hết. Báo hết đây mình sẽ chẳng về mấy giờ cho mình nhớ. Cô giáo lớp 12 e đâu hiệu trưởng đây? Đây là lớp của trời 4 mà. Đây là đã cấp 3 rồi mà mấy em này lại không biết cái nào là báo thức đi. Hay hiệu trưởng, đi nhìn nó trên đi. Đây là phòng của cô đó. Nè, phòng số 3 rồi sao? Số 3 chỉ số 4 kết hợp lại là 4 4 4 4 3. Số 3 đi đi 4 kết hợp lại 4 4 3. Dạ. Dạ. À, lớp này là lớp 34. Wow. Cái này là mình đi chỉnh báo thức lại khi mình đi ngủ hay là mình chán dậy rồi thì giờ mình sẽ đặt ở đây nè. Ở gì cái rừng á, mình sẽ đi ngủ xong. Sợ. Giờ sáng thì mình sẽ chỉnh đồng hồ lại những mấy cái lớp này khi muốn phát sáng. Sợ. Ê kêu không nghe. Hả? Không có dậy nữa này. Chỉ cái này rồi muốn tắm hả thì mình sẽ tắm cái nút này nè. Nút này nè. Giờ các em có thể làm gì cũng được. Rồi nè các em, sao hay vậy, sao im lặng vậy, sao cô muốn gì cô nói chuyện, đi nói theo cô. Dạ. Không là cô kêu hiệu trưởng đấy. Nói gì cô ạ? Dạy học tiếp thôi. Còn đây là những con số các em cần đi làm việc nhắm chấm khi mình sẽ làm những cái điều mà mình muốn. Cô hướng dẫn sử dụng cái đồng hồ này cô. Cô giáo chị gì mà cười quá à. Đêm nào xong rồi tới lên 2 làm thầy giáo, em là học sinh. Rồi á, xong tới 2 làm thầy giáo. Anh hai lấy của anh hai đi. Rồi tới đây là làm thầy giáo. Làm gì á? Anh bỏ mắt xuống nè. Chạy sâu vô. Đau mắt không? Dạ, nè. Tám năm hai làm kìa. Nè, ông này nó làm TV. Tám năm hai làm kìa. Anh hai làm rồi. Em cho. Anh hai làm cho em đi con. Hôm nay chúng ta sẽ học bài về trà sữa. Hay nè. Em đánh thầy nè. Không được đánh thầy. Xin lỗi thầy đi con. Xin lỗi thầy ơi. Này có hi trưởng đây. Em đi ra một đánh. Không một đánh này hi trưởng. Cô phụ huynh đây. Đây là thầy mạnh hơn cô. Cô mạnh hơn thầy. Không giờ dữ luôn. Cô đi đâu rồi này. Cô ơi. Để anh hai xem lép rồi. Ok. Cô mạnh hơn. Đúng rồi. Thôi đừng đứng nè em nè con. Thôi ngủ. Thôi ngủ. Em chơi con. Em có biết. Thôi nè. Đừng thôi. Thôi đừng giỡn ngay nè. Nè nó ngắt con chị.